Turn it up. Get it poppin', pop the molly. Dirty bass, I'm so bad about it. Too legit, we can't quit the party. Super freaks, no Illuminati. So, one, two, hit the booze. We on you, two, nothing to lose. So let it loose, cause the sheep don't sleep like pop, 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 pop. Trouble to the home. VE gotta get mo. So clap your hands, clap, clap your hands. Hiện tại thì Chất City đang có mặt tại Bảo tàng Thái Bình. Và ngày hôm nay Chất City cùng rất nhiều anh chị em nghệ sĩ đã có mặt tại đây để cùng giao lưu với rất nhiều các bạn trẻ tại những trường trung học phổ thông và những trường đại học. Các bạn rất là thân thiện, bọn mình rất là vui khi đặt chân xuống đây. Vào ngày 18 tháng 5 này, mình sẽ có một chương trình mang tên Young Music. Chương trình đã có mặt tại một số những điểm, những thành phố như là Hải Phòng, Thái Nguyên. Và lần này thì tôi quyết định đặt chân xuống Thái Bình và rất mong nhận được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Turn me on like this your song. Dirty bass got love to give. Turn it up now. Mr. T và Yangmi xin hẹn gặp lại tất cả các bạn vào ngày 18 tháng 5 tại sân vận động Thái Bình. Xin chào tất cả các bạn, ngày 18 tháng 5 LK và Emily sẽ có mặt tại sân vận động Thái Bình trong chương trình Yang Music. Hẹn gặp lại các bạn nhá. Bye bye. Và tôi hy vọng được gặp những khuôn mặt trẻ trung, sôi động trong chương trình đó. Yang Music Peace. Mình đã sẵn sàng chưa ạ? Hẹn gặp lại các bạn trong ngày 18 tháng 5 này nhé. Like jello make the boys say hello, cause they shake it like jello make the boys say hello, cause they shake it like jello make the boys say hello, cause they shake it like jello make the boys say hello, cause they shake it like